Ngày 3 tháng 5 vừa qua, bệnh nhân NTTD, 41 tuổi, nữ, ngụ tại Long An, đột ngột yếu nửa người, nói đớ và liệt mặt một bên. Tình trạng bệnh diễn tiến ngày càng nặng nên được chồng đưa đến nhập viện khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An. Bệnh nhân có tiền căn tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, điều trị không liên tục. Ở giai đoạn vào viện, bệnh nhân nói đớ, không rõ từ ngữ, không nhấc tay phải lên được, lệch mặt hẳn sang một bên. Thang điểm đánh giá đột quỵ NIP là 5 điểm, dù thấp nhưng nguy cơ tàn tật rất cao. Qua kết quả cận lâm sàng, bác sĩ kết luận đây là một trường hợp đột quỵ não giờ thứ nhất. Kết quả quy trình cấp cứu đột quỵ với sự tham gia hội chẩn bởi đội ngũ ekip bác sĩ đơn vị đột quỵ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An. Bệnh nhân được tiến hành điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết RTPA. Sau khi sử dụng RTPA, chức năng lâm sàng đã cải thiện rõ rệt. Thời gian nằm viện theo dõi và điều trị tại khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An đã góp phần nâng cao quá trình hồi phục, chức năng vận động, nhận thức của bệnh nhân. Bệnh nhân được xuất viện với một gương mặt cân đó, nói rõ là chức năng ăn uống bình thường, đi lại vận động không hạn chế. Và vì vậy người nhà vô cùng phấn khởi cũng như là gửi lời cảm ơn đến sự cứu chữa và chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á tỉnh Long An. Tuy nhiên, sức cơ người ở bên phải của bệnh nhân ghi nhận lúc ra viện thì khoảng 4 cộng trên 5, tay phải còn hạn chế cầm nắm. Do đó, bệnh nhân cần được kết hợp tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, duy trì uống thuốc đầy đủ theo đơn kê của bác sĩ và tái khám định kỳ để hiệu quả điều trị được tối ưu. Qua trường hợp này cho thấy thời gian vàng dưới 4,5 giờ đầu sau khi phát hiện đột quỵ đóng vai trò rất quan trọng trong việc cứu sống bệnh nhân. Nếu bỏ lỡ sẽ xảy ra các thương tổn não nhiều hơn, tiên lượng tàn tật cao, để lại di chứng đáng buồn cho sức khỏe người bệnh. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, người dân cần đưa bệnh nhân đến ngay trung tâm đột quỵ gần nhất để được cấp cứu nhanh chóng và đem lại hiệu quả điều trị tối ưu. Qua trường hợp này cho thấy, thời gian vàng dưới 4 đến 5 giờ đầu sau phát hiện đột quỵ đóng vai trò rất quan trọng trong việc cứu sống người đột quỵ. Nếu bỏ lỡ sẽ xảy ra các tổn thương não nhiều hơn, tiên lượng tàn tật cao và để lại nhiều di chứng nặng nề, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người bệnh. Vì vậy, khi có các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, người dân cần đưa bệnh nhân đến ngay trung tâm đột quỵ gần nhất để được cấp cứu nhanh chóng nhằm đem lại hiệu quả điều trị tối ưu. Những người lớn tuổi hay là những người trung niên, chúng ta nên đầu tiên là nên có một cái cuộc sống cân đối, về cân bằng về cảm xúc, cân bằng về chế độ dinh dưỡng, hạn chế những thức ăn có nhiều chất béo và hạn chế cái rượu bia và đặc biệt là không nên hút thuốc lá và giảm cái công việc ngủ đủ và tham gia các hoạt động ngoài trời, hoạt động tránh cuộc sống quá tĩnh tại là cái điều mà cái đầu tiên. Và cái thứ hai là chúng ta nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng, 1 năm một lần đối với những người mà hoàn toàn có thể không có bệnh gì cũng đã phải đi khám, kiểm tra xem là chúng ta có nên điều chỉnh các thành phần, ví dụ như là đường máu, mỡ máu, chức năng gan, chức năng thận. Đó là những câu chuyện hết sức bình thường, hoặc là thậm chí phát hiện ra những bệnh lý tim mạch nó mới xuất hiện. Và những người mà đã có những vấn đề về rối loạn chuyển hóa như mỡ máu, đường máu tăng, phải tăng huyết áp thì cái tần suất đi kiểm tra này phải dày hơn và phải nên đi theo một cái số bác sĩ điều trị cho mình để có thể phát hiện ra những vấn đề mới và kiểm soát các vấn đề cũ. Trong đặc biệt lưu ý là phải, nếu mà có tăng huyết áp phải kiểm soát được huyết áp phải tốt, phải dưới 130 trên 80 là huyết áp tối ưu. Nếu có tăng huyết áp thì cũng phải dùng thuốc thường xuyên, đều đặn, không bỏ thuốc để giữ được cái huyết áp tối ưu như vậy. Rồi là kiểm soát đường huyết dưới 7,0 và kiểm soát được cái HbA1c nữa dưới 7% để cho cái nguy cơ của tăng đường huyết nó ảnh hưởng đến thành mạch, ảnh hưởng đến đột quỵ nó giảm hẳn đi. Rồi chúng ta nếu mà có những cái thói quen không tốt, đặc biệt như hút thuốc lá, tôi nhắc đi nhắc lại là phải bỏ hút thuốc lá đấy, trong trường hợp đó. Còn ngoài ra thì nếu có bệnh lý về tim mạch như dung nhĩ thì bác sĩ cũng sẽ có thể một số trường hợp phải dùng thuốc cả chống đông dự phòng để tránh hình thành cục máu đông gây ra cái tình trạng đột quỵ do tắc mạch. Và bên cạnh đó còn có những bệnh lý khác như là bệnh lý dễ tăng đông theo kiểu gia đình, bệnh lý hệ thống mà có nguy cơ tăng đông
thì bác cũng đừng gặp bác sĩ. Bác sĩ sẽ cho những lời khuyên rất là cụ thể với từng người, chứ không phải là lời khuyên chung chung như tất là dành cho mọi đối tượng để có thể phòng cái bệnh tốt nhất. Và tóm lại là chưa có bệnh thì chưa phát hiện ra bệnh thì phải dự phòng và đi khám kiểm tra định kỳ, hạn chế các yếu tố nguy cơ. Nếu có rồi thì phải nên kiểm tra thường xuyên hơn nữa và tuân thủ các điều trị mà bác sĩ cho chúng ta, tránh đổi thuốc, tránh phối hợp thuốc một cách tự nhiên, hay là tránh nghe theo lời khuyên của những người không phải là chuyên gia, và đặc biệt là không nên nghe lời khuyên của thế giới mạng. Khi thế giới mạng khi khuyên chúng ta những điều mà chỉ có những kinh nghiệm của bản thân hay là những cái màu sắc liên quan đến thương mại huyền bí thì không nên theo, và chúng ta nên nên gặp các bác sĩ. Các bác sĩ sẽ vừa có kinh nghiệm, vừa có kiến thức, vừa có những lời khuyên cho chúng ta phù hợp nhất.